Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của Bá Thành Vlog. Thì hôm nay Bá Thành Vlog đi ra vườn hái quả vào ăn. Hình như vườn nhà Thành có mấy cây ổi rất trái rất là nhiều. Thì anh em nào thèm thì hãy liên hệ với Bá Thành để ăn ổi nha. Ổi chín rất là ngon. Bây giờ mời các bạn theo Thành. Đây, ổi rất là nhiều. Nhà Thành được cái không có gì, có ổi thôi. Đấy, ổi ngon này các bạn. Ổi rất là ngon. Đây nữa nè. Đây, ổi đấy. Ổi chín vàng đấy. Trái này rất là bự. Wow. Ổi này các bạn, ổi mà đụng đầu quá trời luôn này. Wow, ổi quá ok này. Vườn ổi luôn. Đây cho các bạn thấy trên xa này, ổi rất là to. Đó, ổi rất là to nha các bạn. Ổi rất là bự, ổi chào bá luôn. Hai trái này rất là bự. Ba bốn trái luôn. Đấy. Ổi chào bá nữa luôn. Đây, các bạn thấy không? Ổi rất là bự. Đấy. Trái này là bự nhất nè các bạn. Bằng cái chén ăn cơm thôi nha các bạn. Trái này là chén, bằng chén ăn cơm mà mình sẽ hái xuống nha các bạn. Đây các bạn thấy chưa? Chờ các bạn. Đây. Trái này rất là tự bự. Bự nhất luôn. Thấy không? Mình hái xuống nha. Trái này bự quá mình không hái tới. Mình cầm cái này cho mình hái. Ua rớt rồi, không biết rớt đâu rồi các bạn ơi. Nó rớt đây rồi. Ủa trái rớt mà nít luôn nè. À, trái bự quá, trái bự quá nha các bạn, nó bự quá, trái bự quá. Mình hái mình để ăn luôn. Sẽ là bự nha các bạn. Đây. Ủa quá trời. Ủa không, nếu bạn nào ăn thì liên hệ Thành, Thành hái gửi ship cho các bạn nha. Bây giờ Thành thử hái ăn, thử ăn trái này các bạn ơi. Thành để trên này Thành ăn thử. Thử nha. Không được. Được ngọt lắm các bạn. Thế này, thế chín vàng này,
khế ấy, cây khế nhà mình á. Khế chín vàng nha các bạn. Đấy, khế quá trời khế đây. Đấy, khế, khế đùng ấy là rụng. Khế đấy, đấy, khế nhà mình đấy, đấy. Khế chín vàng luôn. Rất là đẹp, vườn nhà Thành nói chung là mùa này ổi thì cam thì cái gì cũng có. À. Ủa trên kia, ủa trên kia bự quá, thì trái trên kia. Kết thúc video đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ đăng ký cho Bá Thành TV nha. Nếu có gì sai sót mong các bạn thể bỏ qua cho Thành. Tại vì Thành cũng mới lập kênh mới thì có nhiều sai sót thì chưa có những video hay, thì những video này các bạn ủng hộ cho Bá Thành thì Bá Thành mới có động lực để làm những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Bye bye.